Thưa cô bác anh chị, mình đang có mặt ở bếp cơm của cô Cường. Thì hôm nay mưa lớn quá thì không biết tình hình buôn bán kinh doanh sao cô? Trời ơi, thì bây giờ từ mấy ngày nay cũng đỡ đỡ rồi. Vâng. Nhưng lúc mấy bữa trước nắng nôi thì bán chậm thì chậm rồi ngán quá, thấy là còn quá ớn thì nó... Năm nay so với năm trước sao cô? Năm nay mới là chết. Năm nay mới chết á? Ừ. Tưởng năm dịch thì mình chết hơn chứ. Năm dịch kia mà còn chạy qua chạy lại còn kiếm ăn được. Vâng. Mà năm nay tiền ở nước ngoài không có để cho chuyển về cho nhiều. Vâng. Không chuyển về. Hình như nước ngoài bây giờ cũng ngáp ngáp rồi cô ơi. Mình thì ngắt ngoài nhưng mà nước ngoài cũng ngáp ngáp rồi. Bán thì cũng mấy ẩm thôi, còn bây giờ mình phải đành chịu đựng với con ơi. Vâng. Thưa quý cô bác anh chị, mình đang có mặt ở trên con đường Nguyễn Trãi. Phía trước của bác anh chị đang là góc giao lộ Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa thì gọi là ngã tư Võ Tánh Cộng Hòa. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ đi tới bếp cơm của cô Cường để phát những cái phần thức ăn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở bệnh viện Nhi Đồng 2. Đang trên đường đi thì trời mưa quá trời luôn, nên là mình dừng lại ghi lại một số những cái hình ảnh đường phố Sài Gòn ngày mưa để gửi tới các cô bác anh chị. Trời mưa này thì tụi mình sẽ hơi bị cực khi mà phát cơm. Hướng này thì chúng ta sẽ di chuyển về giao lộ Nguyễn Trãi cắt với Nguyễn Cư Trinh. Bây giờ mời cô bác anh chị cùng đi với Tuấn Dương nhé. Rồi, xin chào hai đại ca nhé. Hôm nay bếp cơm cô Cường lại nấu những cái phần thức ăn thì do số lượng có ít đó, nên là sẽ mang chở bằng xe gắn máy lên trên bệnh viện Nhi Đồng 2. Giờ chú chở lên đấy trước đúng không? Rồi ok. Dạ. Giờ chú sẽ qua bên kia để lấy nước nữa rồi sẽ đi lên trên bệnh viện. Đây trời mưa trời gió. Đây đang là cửa bắc của chợ Bến Thành nhé thưa các bạn. Rồi chú đi trước đi ạ. Chắc hết mưa rồi. Đây hồi nãy thì mưa lớn nha các bạn. Bây giờ thì ào cái con đang đi cũng bị mưa ướt luôn. Cô cho cơm gì đấy cô? Ôi đủ thứ đồ ăn, cái cơm cái đem ra làm luôn chứ không có nấu một món. Hầm bà lăng luôn, nhiều món. Hầm bà lăng luôn. Dạ. Có gì đó nãy dồn vô ra đưa luôn. Dạ. Nãy dồn vô vô chắc. Cũng mấy thai rồi. Dạ. Đang chụp phần hơn. Vâng. Đây mấy em sẽ chẳng lên xe để mang lên trên nhà thương. Cân dơ đi được không? Hơi trùng. Cái dây này các bạn phải chằng nó thật căng thì nó mới không bị rớt nhá. Rồi giờ em sẽ lên trước nha. Rồi. Thưa cô bác anh chị, mình đang có mặt ở bếp cơm của cô Cường. Thì hôm nay mưa lớn quá thì không biết tình hình buôn bán kinh doanh sao cô? Trời ơi, thì bây giờ từ mấy ngày nay cũng đỡ đỡ rồi. Vâng. Lúc mấy bữa trước nắng nôi thì bán chậm thì chậm được vô ngán quá, thấy là còn quá ớn thì Năm nay so với năm trước sao cô? Năm nay mới chết. Năm nay mới chết á? Ừ. Tưởng năm dịch thì mình chết hơn chứ. Năm dịch kia mà còn chạy qua chạy lại còn kiếm ăn được. Vâng. Mà năm nay tiền ở nước ngoài không có để cho chuyển về cho nhiều. Vâng. Không chuyển về. Hình như nước ngoài bây giờ cũng ngáp ngáp rồi cô ơi. Mình thì ngắt ngoài nhưng mà nước ngoài cũng ngáp ngáp rồi. Bán thì cũng mấy ẩm thôi, còn bây giờ mình phải đành chịu đựng với con ơi. Vâng. Con đưa nhiêu thì cô nhận nhiêu thôi để làm. Vâng.
Thì thôi hôm nay báo cô cái tin vui. Dạ đây cái tin vui này thì thôi cứ biếu cô trước 1 triệu để cho cô vui đã. Rồi nói chuyện sau. Dạ thưa cô thì hôm nay á là con sẽ gửi cô là chỗ đó là 1 triệu này. Rồi bây giờ cô nhận đây nữa đi là 2 triệu này. 3 triệu này. Với đây là 1,3 triệu nữa là 4,3 triệu. Thế giờ ấy. Này 1,3 triệu nữa phải không? 1,3 triệu nữa. Thì 1 triệu đó là biếu cô rồi cô cho mấy anh em mời mỗi người ly cà phê. Còn lại thì là nấu cơm. Cô cứ đếm lại đi. Đó, đúng, dạ. Được rồi. Thì thưa cô là số tiền này đó của chị Helena Nguyễn, chị có gửi 100 đô là 2,3 triệu. Để mục đích của chị là để giúp trẻ mồ côi, nhưng mà con lại đi giúp trẻ mồ côi xong rồi chị mới gửi. Nên là thôi chị nói thì giúp bệnh viện Nhi Đồng 2 đưa cho cô Cường nấu cơm. Rồi một bác là bác Dừng Xuân Diệp, bác 84 tuổi rồi, bác gửi 110 đô thì có gửi biếu cô là 1 triệu đó. Với các tình nguyện viên cho con là 500 đổ xăng, còn lại thì 1 triệu nữa phụ nấu cơm. Thì để hôm nay cô làm những cái suất ăn đó thì thôi ta có bao nhiêu chơi bấy nhiêu. Mấy hôm trước thì biết là cô cứ bỏ tiền máu ra để giúp. Thì bác này bác ấy cũng lớn tuổi lắm mà bác nằm một chỗ rồi. Bác ấy nói với con mà phải nửa tiếng mới gọi xong cuộc điện thoại để lấy địa chỉ. Thì cũng cảm ơn bác, hy vọng trong thời gian tới cô bác ở nước ngoài về gặp cô Cường ấy có thể ủng hộ chút để cô sống qua ngày. Sống qua ngày, đủ mấy đứa cháu. Dạ. Cảm ơn cô gì. Thôi cứ cảm ơn chung tất cả các mạnh thường quân đi. Tình nguyện viên mấy nhà hảo tâm. Hảo tâm nha. Dạ. Có gửi số tiền tính dương đem lại rồi. Dạ. Nhận được rồi. Có anh chị quay như cảm ơn rất là vui. Dạ. Đang quải quá. Vâng, thôi để tiếp sức bơm máu cô rồi một chút động viên nho nhỏ để cô có sức khỏe để phục vụ bà con. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình đi trên lên nhà thương. Ủa sao đợt này có thêm nhiều món ngon này. Ngon lắm cái này ngon. Trời ơi. Cái này ngon quá ghẹ này. Rồi gì ta cá này. Cá tôm. Mà bữa nay cũng bán được. À. Với, bữa nay không có đi mua đồ lấy đồ này. Dạ. Ở chạy đi. Vâng. Bán 35.000 mà lấy này tới chiều với tới 20.000. À. Vâng. Tới 20.000. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhá. Dạ dạ dạ. Cảm ơn Tân Dương luôn nha nha. Rồi, con chào cô. Dạ. Bây giờ đang chuẩn bị đi phát cơm mà mưa quá trời luôn này. Lên kia chắc phải mượn dù của mấy anh để che lên. Thì bếp cơm làm đơn giản thôi nhá bạn. Hôm nay là 6 tây tháng 6. Rồi cô bác ra đứng xếp hàng đi ạ. Mỗi người mình nhận một phần giúp em nhá. Một hộp cơm, một chai nước. Rồi cứ đi theo thứ tự dùm đi ạ. Chị bước lên nhận đi chị. Mỗi người hộp cơm, chai nước. Đi ở trong ấy, lấy hộp cơm, chai nước. Trời ơi. Lấy hộp cơm, chai nước. Mỗi người nhận hộp cơm chai nước giùm em nhá, vào thông báo người khó khăn ra nhận. À, đi vô luôn. Rồi vào trong trong thông báo cho những người trong qua đó là biết là lấy. Mỗi cô bác lấy hộp cơm chai nước nhá, nhận xong thông báo người chưa có ra lấy giùm em. Mỗi người một phần em trai. Rồi hai vợ chồng, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng nữa, phức tạp lắm em ơi. Hồ này lấy giữ đi giờ. Đó, hai vợ chồng, bố mẹ chồng, bố mẹ vợ, bố mẹ người yêu nữa. Mỗi người một phần, giống nhau chị ơi. Mình đừng có lựa. Còn em phát cơm này chị lựa nữa thì không được. Đủ món ăn á giọng á. Cơm gà, cơm có chân. Thôi đừng có nói nó lựa. Rồi nhận thông báo cho bà con ra lấy đi mấy anh chị ơi. Mà lấy đủ ăn nó mới ôm. Ở nguyên một cái xe tải cơm trứng thịt kho vô chổng có đụng. Còn mấy người này chắc nó cũng phí quá. Rồi cho luôn. Mỗi người một phần đi ạ. Mới này mới đó thì cũng nguyên cái xe tải cơm. Ở nhà giàu mà ông mặc cái áo này thì hai cái Grab nè mà ơi. Mỗi người một phần giúp em nhá. Vô thông báo người chưa có ra lấy đi ạ. Quá trời luôn. Tới chiều cô lên tưởng ngân này nó nói cho nhiều lắm không? Vậy mà giá cô lên là không đủ. Dạ. Trời ơi, chỗ nguyên cho cái đồ của cô. Rồi ngoài vô lấy cơm luôn. Ở đây kia lấy cơm bạn.
Rồi lấy đi em gái, lấy cơm lấy nước. Nhanh lên, nhanh lên. Con ăn bánh ngoài đây. Có đâu, mình có hai hộp á thì mấy người nó ra sao không có. Vậy sao không có cái con này nè. Rồi vòng ra sau đi chị ơi, mỗi người lấy một phần giúp em. Hộp cơm chai nước. Rồi đi thẳng ra luôn. Rồi nhanh lên hai chị kia ơi. Mỗi người một phần đi chị gái, mình mỗi người một phần em gái. Ba cô và anh chỉ nhìn thấy mỗi một cô thôi chứ đâu thấy ba cô đâu. Mỗi người một phần đi em ơi. Dạ. Rồi em vào em trông kêu người ta ra lấy. Mỗi cô lấy một phần đi. Mấy anh chị lấy xong rồi vào thông báo những người trong nhà thương ra lấy giúp em nhá. Mỗi người một phần, thông báo những ai chưa có ra lấy giúp em. Dạ. Rồi, mỗi người một phần thôi em. Lấy đi em, hộp cơm với chai nước. Lấy chai nước nữa. Lấy phần anh thôi anh. Mình lấy xong vào kêu những ai khó khăn ra nhận nhá. Mỗi người một phần. Rồi kêu những người khó khăn ra lấy nhé. Dạ. Đưa vào đây nè. Gì? Hai bằng chưa cho, cho đến năm bằng. Má ơi. Rồi lấy đi em, tiền ơi. Vòng ra sau, vòng ra sau, mỗi người một phần em trai. Một bằng chưa cho, cho năm bằng. Ừ. Một. Đây đây một bằng đây. Rồi thôi ông lấy đi, trời ơi. Nhất ông rồi đấy, giờ ông đi ăn ông còn lo cho vợ nữa. Rồi lấy phần cơm chai nước đi. Lấy phần cơm chai nước. Hộp cơm rồi chai nước rồi vô. Kêu những người chưa có ra lấy em gái nhá. Rồi hộp cơm chai nước lấy đi cô. Rồi hộp cơm chai nước lấy đi mấy chị. Mỗi người một phần. Rồi xin cảm ơn, chúc sức khỏe. Hộp cơm chai nước. Thôi bà lấy đi vậy trời ơi. Rồi rồi không mua không có rồi lấy đi. Rồi xin thêm phần nữa. Lấy luôn. Mỗi người một phần. Hai người lấy.
Rồi lấy đi má ơi. Lấy nước đi, lấy một chai thôi, hai người uống chai nước thôi cho tình cảm. Hai vợ chồng uống một chai thôi. À. Rồi lấy đi em, hộp cơm chai nước. Mình là ở đâu lên Sài Gòn? Dạ, em ở Cà Mau, hai chồng em lên đây sinh sống 10 năm rồi anh. Sinh sống 10 năm rồi. Giờ chỉ còn có mình nha. Giờ sống cứ lang thang vậy. Tối ngủ bệnh viện. Có giấy tờ gì không? Có về quê làm lại được không? Không có tiền xe về á. Giờ giới thiệu chồng Việt Kiều cho đi Mỹ luôn nữa. Phải làm giấy tờ rồi đi nước ngoài. Không, 52 mà nhìn vẫn còn trẻ đẹp. Vẫn cưới chồng được. Sao sợ? Lấy chồng sướng lắm. Trời ơi. Rồi lấy thế có đủ ăn không? À, dạ. Mà, rồi. 52. Bà giới thiệu chồng cho khỏi đi lấy cơm mà. Không chịu. Mỗi người một phần đi mấy em. Ờ lấy đi bé trai. Hộp cơm chai nước. À, theo ý định thì lẽ ra mình sẽ gửi tặng một gửi tặng cho các cháu chạy thận ở đây, nhưng mà hiện nay thì cái khu chạy thận nó đang bị giải tỏa nên là chưa có điều kiện đi để giúp các cái cháu mồ côi. Thì có hai vợ chồng cô chú ở Hòa Lan có gửi để giúp người già và trẻ mồ côi, thì chắc là lần tới mình sẽ tìm để giúp những cái cháu ở cô nhi viện hoặc là những cái cháu mà chạy thận dài ngày. Hai thôi, hai là tối đa rồi, trời ơi, xin ba phần. Rồi lấy hai chai nước. Rồi cảm ơn. Rồi hai bạn thôi. Cho hai bạn là hết trơn rồi. Lấy xong thông báo những người khó khăn ra nhận em gái nhá. Cảm ơn, cẩn thận điện thoại kìa. Rồi xin cảm ơn. Nhanh lên. Tại giờ báo cả ông kìa. Trời. Tới bữa nào người dầm anh mấy ngàn luôn. Mà lên ta cho. Ta lên cử chiều mấy ngày nó. Rồi xin cảm ơn. Mỗi người một phần. Mỗi người một phần đi mấy anh em, mỗi người một phần đi. Lấy luôn ấy hai bạn luôn. Rồi mỗi người một phần, hộp cơm chai nước. Rồi xin cảm ơn nhá. Rồi lấy đi chị ơi, hộp cơm chai nước. Rồi đừng đặt lên là nhấc lên là nhấc đi luôn, đừng có đặt xuống chị. Dạ. Rồi nhận đi em trai. Đây sắp hết rồi này. Đây các bạn ơi, cô treo thôi, treo gần lên đi cô. Treo đại lên. Hai đi, hai tối đa hai thôi. Hai thôi để nhường cho người sau nữa. Rồi lấy đi, một hộp đi. Rồi đây, nè. Rồi, chúc sức khỏe. Rồi. Nhận xong thông báo người chưa có là lấy, chị lấy đi chị. Hộp cơm chai nước giúp em, lấy đi. Hộp cơm chai nước đi chị gái. Còn không. Đó rồi á.
còn không? Còn hơn mấy người đây thôi. Treo hết lên, treo hết lên. Cái đó mình hợp. Nó chạy ra. Rồi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Thấy rồi đó, giờ nó biết rồi đó. Còn có 4 năm hợp đó à. Lên, lẹ lên, mỗi người một phần, mỗi người phần đi. Rồi hai là còn lẹ nữa. Món gì hay, món gì vậy? Cơm thịt, lẹ lên, lẹ lên. Không. Rồi mỗi người một đi, mỗi người một. Mỗi người một. Hộp cơm chai nước. Rồi hộp cơm chai nước. Lẹ lên, lẹ lên. Rồi, tới đây xin tạm dừng nhá. Hẹn gặp lại các ba anh chị trong những video tiếp theo. Đây, lấy nước ở đây này. Rồi, lấy hộp cơm đi, chai nước. Ai biết được có chứ sao. Rồi, có gì đặt đó, xin đó thôi. Hộp cơm, chai nước đi mấy anh em. Rồi tới đây còn 4 hộp thôi. Cảm ơn cô Cường nhá. Rồi chúc cô Cường nhiều sức khỏe nhá. Hy vọng đợt ra tới nhiều cô chú Việt Kiều về gửi tiền cho cô Cường để nấu cơm.